Chiều nay cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, các thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ, môn thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bước vào môn thi cuối cùng với tâm lý khá thoải mái, các thí sinh đánh giá đề thi các môn năm nay sẽ khó đạt điểm tuyệt đối, nhưng có thể đạt trung bình từ 7 đến 8 điểm. Dạ, em nghĩ là đề thi là nó sẽ vừa với đa số các bạn. Và em nghĩ là sẽ có một vài câu nâng cao dành cho những cái bạn mà thật sự chú tâm vào những môn học bài như là sử địa hoặc giáo dục công dân. Môn ngoại ngữ chắc là em muốn trên 8 điểm. Còn những môn tổ hợp thì em muốn là mỗi môn em ít nhất cũng được phải 7, 7 rưỡi. Bất ngờ nhất thì chắc là chỉ có hóa thôi. Với đề sinh với lý thì cũng không gọi là quá khó. Cũng mong là các môn sẽ trên 7 hoặc là trên 8. Sau kỳ thi thì em nghĩ là thế nhưng mà điểm như thế nào thì cũng là hết sức mình rồi, thì em cũng sẽ rất là vui vẻ nhận số điểm đó. Theo các thí sinh, nhiều em đã xét tuyển học bạ vào đại học, nên các em chỉ cần tập trung thi để xét tốt nghiệp, do đó không quá áp lực trong kỳ thi này. Còn theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, qua 2 ngày thi, tỷ lệ dự thi ở các môn đều đạt trên 99%. Có trường hợp thí sinh đem điện thoại vào phòng thi đã lập biên bản đình chỉ thi. Tùy số lượng thí sinh dự thi ở mỗi môn đều khác nhau, nhưng các điểm thi đã bố trí lực lượng coi thi hợp lý, bảo đảm an toàn trong kỳ thi.